Cái đèn bị làm sao vậy ta? Mấy giờ rồi? Khuya rồi sao em chưa ngủ? Anh chưa về làm sao mà em dám ngủ? Anh bận việc nên mới đi làm về khuya. Em à, em có thai rất dễ mệt mỏi, em nên ngủ sớm đi, chờ anh làm gì? Em lo cho anh. Em gọi điện thoại mà anh không bắt máy. Tối nay anh đi đâu vậy? À, có khách hàng quan trọng, anh phải tiếp để giữ mối quan hệ cho công việc sau này. Vậy tại sao em gọi điện thoại mà anh không nghe máy? À, hồi chiều á, trời muốn mưa nên anh để điện thoại trong cốp xe cho an toàn, rồi quên mất luôn nên không biết em gọi. Có thể không? Anh á, em tuổi thân lắm anh biết không? Em có bầu mà anh cứ đi hoài như vậy, em cứ nghĩ là anh chán, anh chê em rồi không à? Đâu có đâu, em đừng có nói như vậy mà. Anh đi làm mệt mà em còn không hiểu. Nè, anh về nhà còn mệt hơn nữa. Anh uống bia hay rượu mà mùi nồng nặc quá vậy? Em làm cái gì vậy? Sao lại có mùa nước hoa nữa nè? Làm gì có đâu. Khách hàng quan trọng của anh là ai mà tại sao lại có dấu sâu như vậy? Anh đâu có biết đâu. Khổ thân tôi chưa, lấy chồng vội vã quá cho nên bây giờ mới khổ như vậy nè. Thân thì bầu bì mà chồng thì ngày nào cũng đi khuya lơ khuya lắc. Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Anh nói cho tôi nghe đi, người đó là ai? Là ai hả? Em mà, không có ai hết mà. Bằng chứng rành rành như vậy mà anh còn chối nè. Có phải là cô sư muội của anh không? Bao lâu rồi? Tôi đang bình tĩnh lắng nghe đây nè. Có một vết son thôi mà em đã khóc bù lu bù loa vậy rồi. Đàn ông ra ngoài tiếp khách thì phải như vậy chứ sao? Có gì đâu mà em làm lớn chuyện vậy. Đi làm đã mệt mỏi rồi, về nhà còn mệt mỏi hơn nữa. Suốt ngày cứ kiếm chuyện với chồng, biết vậy anh khỏi về. Thank you.
Ủa? Con. Má. Uống sữa nè con. Dạ. À, sao khuya quá rồi, sao con ngủ đi. Dạ, con còn một mẫu nữa, để con vẽ xong rồi con đi ngủ luôn. Sao giờ này má chưa ngủ nữa? Má ngủ một chập rồi. Bây giờ giật mình dậy, thấy con vẫn còn làm việc cho nên má mới mang sữa qua cho con nè. Sao lúc này công việc nhiều quá vậy con? Má thấy ngày nào con cũng căng thẳng rồi làm suốt như vậy sao được hả con? Sao mà nhiều việc dữ vậy con? Dạ, thì con làm thêm để trả món nợ mà mình mượn của chị Thanh hôm bữa đó. Má xin lỗi con, chỉ tại má mà con phải cực như vậy. Má, có gì đâu mà má xin lỗi con. Má nuôi con lớn chừng này nè, thấy không? Không lẽ làm một việc gì má mà con cũng làm không được nữa. Thôi, má đi ngủ đi, con không sao đâu, còn trẻ sức khỏe dẻo dai mà. Thôi, vậy má đi qua ngủ nha. Dạ. Con cũng đừng có ý sức khỏe nha, rồi đổ bệnh là không có được đó. Dạ, con biết rồi. Uống hết ly sữa cho má nghe không? Dạ. Má ngủ ngon nha. Ừ. Dạo này công việc làm ăn của ông sao rồi? Cũng ổn, mới đánh thị trường mới, cũng tốt lắm. Giờ làm ăn khó khăn, nghe nói vậy cũng mừng cho ông. Ông giỏi vậy, sao chưa tìm được người nào về quản lý tiền bạc cho? Chuyện dài nhiều tập, tiền nhiều quá không kiếm được quản lý, cũng khó lắm. Ông thì sao rồi? Cũng đang tiến hành theo kế hoạch. Thi vòng 1, đang chờ thiết kế nữa. Tôi hẹn ông ra cũng vì chuyện đó đó. Trục trặc gì hả? À không không, tôi định nhờ một chuyện. Chiêu Dương rất cần tiền nhưng không chịu tôi giúp đỡ. Bây giờ với tiền công của ông hôm bữa thì lại không đủ xoay sở. Tôi muốn ông á trả cho cô bé gấp đôi. Trời đất ơi, ông biết á là tôi mới đi theo hướng này. Nếu mà trả gấp đôi á thì tôi mướn nhà thiết kế nổi tiếng cho rồi. Trời ơi, tôi chưa nói xong mà. Bây giờ á, ông cứ nói với cô bé vậy thôi, còn phần chênh lệch á tôi sẽ trả, được chưa? Chuyện dài nhiều tập của ông đây phải không? Tôi hiểu rồi. Bây giờ á, tôi nóng lòng gặp cô bé Chiêu Dương để xem có gì nổi bật làm cho cậu Thắng nhà ta dại dột quá như vậy. Thôi thôi đủ rồi nghe, bây giờ có giúp hay không? Giúp, giúp chứ. Tôi đâu có nói là không đâu. Rồi lần này tôi cảm ơn ông trước. Vậy bữa nào tôi sẽ hẹn ông với lại Chiêu Dương gặp mặt, rồi đưa bản thiết kế luôn nghe. Ok. Em coi lại cái này đi, anh thấy chưa được cân đối lắm, anh nghĩ cần chỉnh sửa lại một chút. Đâu, em coi. Ừ, đây chỉ là ý kiến nghiệp dư của anh thôi, đứng ở góc độ người tiêu dùng. Anh không biết là thẩm mỹ của anh có khác biệt quá so với thẩm mỹ của các cô gái xinh đẹp khác hay không. Dạ, đâu có đâu. Em thấy thẩm mỹ của anh cũng khá lắm chứ. Nếu như anh mà theo ngành thiết kế á, thì em còn phải theo anh học hỏi nhiều. Để em coi lại rồi chỉnh sửa, sau đó mình sẽ nộp bản thiết kế lại cho bạn anh. À mà anh, anh hẹn bạn anh chưa? Khi nào tụi mình ra gặp ảnh? Khi nào em hoàn thành, em gọi cho anh, anh gọi cho ảnh. Dễ thôi mà, dù bận rộn thế nào á, nó cũng ưu tiên cho anh hết. Chắc chỉnh sửa hết tất cả thì cũng mất khoảng 2 buổi. Vậy anh sẽ hẹn trước. Dạ. Cảm ơn anh. Còn bây giờ thì anh về đi, em không phải lên trển làm việc tiếp. Với lại em sẽ dịch luôn cái bài của bạn anh gửi cho em nữa. Nhưng mà em đừng làm gì quá sức nghe, có chừng gục ngã đó. À mà quên nữa, anh có mua thuốc với thực phẩm dinh dưỡng cho em uống mỗi ngày để tăng đề kháng, em nhớ uống đó nghe. À mà thôi, giới tính của em á, bảo đảm em sẽ quên. Anh sẽ gọi điện thoại nhắc em mỗi ngày. Em mà đổ bệnh á, biết bao nhiêu người đau lòng. Làm em cũng không biết nói gì nữa. Em cảm ơn anh. Ủa, cảm ơn vậy thôi hả? Anh cứ tưởng đâu em sẽ xúc động mà ôm lấy anh hôn thắm thiết. Ai dè, buồn dễ sợ. Anh thất vọng lắm hả? Thất vọng tràn trề luôn đó chứ. Thất vọng quá. Thôi anh về đây, em ngủ ngon nha. Dạ, thôi để em tiễn anh. Ủa? Chào.
Chào anh. Ờ, đây là... Em là Chiêu Dương hả? Dạ, em chào anh Lân. Nghe anh Thắng nói nhiều về em, hôm nay mới gặp mặt. Công nhận em đẹp thiệt. Anh cũng phải ganh tị với anh Thắng luôn đó. Ê, cái ông này không có giỡn nha. Bàn công chuyện quan trọng đi. Ờ, em uống nước đi. Dạ. Mà em có đem mấy mẫu thiết kế thôi không? Dạ có anh. Anh cứ thử đi. Tuy còn nhiều điểm phải chỉnh sửa, vì cái chất liệu vải này và các phụ kiện đi kèm có thể không có ở thị trường Việt Nam. Dạ. Nhưng mà nhìn chung tổng thể thì tốt. Công nhận tuổi trẻ tài cao có khác. Dạ, em biết là em ít kinh nghiệm, nên có gì anh cứ góp ý thẳng với em, để mấy bản thiết kế sau em sẽ hoàn thành tốt hơn. Hả? À, ai nói là anh còn đặt hàng lần sau? Em mà làm việc với thằng này á, có ngày em rớt tim ra ngoài đó. Thôi, anh chỉ giỡn chút thôi mà. Chứ người có tài năng như em hả, anh phải trân trọng và làm việc dài dài chứ. Trời, anh Lân làm em bất ngờ quá. Em không nghĩ là một giám đốc giống như anh mà lại vui vẻ hoạt bát đến như vậy. Wow, công nhận em khéo ăn nói ghê á. Thì có làm mát từ trong ra ngoài luôn á. Anh phải tăng giá trị hợp đồng lên mới được. Nè, bây giờ em về nhà thiết kế cho anh một số mẫu quần, sọc, jean, kaki. Dạ. Rồi anh sẽ liên hệ với bên xưởng, sẽ lên vài mẫu của em, xem có đúng ý tưởng chưa. Rồi sau đó sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt. Dạ dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để gửi sớm cho anh. Ờ, à, vậy là xong. Rồi, công chuyện bàn xong rồi, mình đi ăn trưa đi. Dạ. Đi ăn trưa không mày? Thôi, bây giờ tao có việc rồi, hẹn bữa khác đi. Thôi hai người đi ăn đi, mà không có tao thì càng tốt chứ sao, đúng không? Tự nhiên cái hôm nay đòi qua ngủ với em, rồi trằn trọc hoài không ngủ được là sao? Có chuyện gì đúng không? Có gì thì chị cứ nói với em, đừng có để trong lòng rồi buồn, ảnh hưởng tới em bé nè. Anh Quân đối xử không tốt với chị đúng không? Anh Quân dạo này kỳ lắm, cứ diễn cớ đi với khách hàng, đi suốt ngày suốt đêm. Hôm bữa chị phát hiện có vết son trên áo của ảnh, vậy mà ảnh không thèm xin lỗi chị, rồi còn nạt nộ chị, nói là chị kiếm chuyện với ảnh. Trời ơi, em không ngờ anh Quân lại thay đổi như vậy. Rồi anh có giải thích làm sao về vết son đó không chị? Anh nói là anh không biết. Mà làm sao anh không biết được chứ? Anh phải thân mật với ai dữ lắm thì mới có vết son như vậy. Khổ thân chị, đang bầu bì mà anh còn đối xử với chị như vậy. Hồi xưa anh thương yêu chị lắm mà. Đúng là không ai đoán trước được tình cảm của đàn ông, thay đổi đến chóng mặt mà. Nhiều lần chị tự hỏi, có phải là do chị kết hôn quá vội vã nên chị không hiểu hết con người của anh Quân, hay là anh Quân bây giờ anh đang đổi tính mà chị không lường trước được. Chị buồn lắm, chị thấy chán tới nỗi chị không muốn nhìn mặt anh, chị không muốn về nhà nữa. Mà dù gì đi nữa thì chị cũng đã là vợ của ảnh rồi, đâu có khác đi được đâu. Và bây giờ
Chị còn sắp làm mẹ nữa. Chị đừng suy nghĩ nhiều về quá khứ, sẽ không thay đổi được đâu. Em nói đúng, sự thật thì không thay đổi gì được. Chị nè, chị có muốn thay đổi không? Chị cứ nhìn tới tương lai, rồi nhìn tới em bé nè, sẽ biết mình cần làm gì. Chị không ngờ mới đây thôi mà em lớn và chững chạc như vậy. Biến cố làm em trưởng thành mà chị. Hiện tại ba đang sống vui vẻ và hạnh phúc lắm, thì không có lý gì mà mình phải đau khổ như vậy hết á. Mình phải biết vượt qua nỗi khó khăn, để bên đó nó không cười chê mình. Bên đó hả? Em tin vào luật nhân quả, không chỉ ở kiếp sau mà còn có ở kiếp này nữa chứ. Chị phải sống vui vẻ lên, cho tới ngày kẻ gieo gió phải gặp bão. Gieo gió gặp bão à? Thôi, chị ngủ đi. Suy nghĩ nhiều chi cho nó mệt. Chuyện của chị bây giờ là chị phải sống thiệt vui, thiệt khỏe, để cho đứa con chào đời được khỏe mạnh. Chị hiểu không? Tất cả vì tương lai của con. Thôi, chị nằm xuống ngủ đi. Em bé mệt rồi đó. Chị làm gì vậy? Có gì muốn nói với tôi phải không? Dạ, tôi chỉ sợ cô ở tòa gặp chú không vui, rồi cô sinh bệnh. Cảm ơn chị đã lo cho tôi. Tôi không sao đâu. Cô thì không sao hả cô? Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Với lại hôm nay ra tòa chỉ là hợp thức hóa thôi, chứ bao nhiêu yêu cầu của ổng tôi đã chấp nhận hết. Mình phải vì mình thôi. Sức khỏe của mình là quan trọng, chứ tranh chấp làm gì. Tài sản vật chất ngoài thân rồi chết sớm cũng vậy thôi. Cô nghĩ được vậy là tốt quá rồi. Chỉ sợ cảm xúc trong con người mình khó mà kiểm soát được. Chị nói đúng. Cho nên nói thiệt là bây giờ tôi buồn chứ đâu có vui. Không phải là tôi tiếc nuối, muốn quay về quá khứ, hay là níu kéo gì hết. Chỉ là thấy chân thức tan vỡ. Sao tôi thấy lòng tôi trống rỗng quá. Alo. Dạ, có anh Quý muốn gặp chị. Ừ, mời anh ta vô đi. Dạ. Chào em. Chào anh, ngồi đi. À. Ừ? Cô thư ký của em á, sao mà cẩn thận quá vậy? Anh tới đây mà cũng phải cần thông báo nữa hả? Thì người ta là bổn phận của người ta thôi mà. Với lại thân mật quá làm chi? Mắc công rồi người ta suy diễn tùm lum, đồn bậy bạ không có tốt. Anh cũng muốn được như tin đồn mà. Thôi đi ông tướng,
Có vợ có chồng hết trơn rồi mà không có bỏ được cái tính cà rỡn à. Quên nữa, em đã chuẩn bị cho anh xong hết rồi nè. Hồi nãy định gọi điện thoại qua cho anh, đến qua lấy, ai ngờ anh qua trước. Cảm ơn anh. À, Ly nè. Anh đang buồn, cho nên là muốn rủ em đi ăn. Không được rồi. Tại vì chiều nay em có hẹn với lại anh Toàn. Em phải về sớm. Vậy hả? Vậy thôi, anh về. Anh ngồi đợi em chút. Có gì em nói với anh Toàn, em về trễ cũng được. Tại vì anh cũng quý em, cho nên anh cũng mong là em cũng quý anh. Sorry anh, chiều nay em có việc đột xuất, không về đi dự sinh nhật bạn anh được. Anh đi vui vẻ. Xong rồi. Nói gì thì nói, anh là một người bạn, người anh và đối tác lớn của em mà, em phải chiều lòng anh chứ, đúng không? Thôi được rồi. Anh, bây giờ tụi mình đang ở đâu? Hôm nay anh đã làm cho em quỹ cuộc hẹn với chồng của em, cho nên là anh có lỗi, anh cho em chọn quán đó. Thôi mình đi ha. Chờ em một chút. Yo, em uống với anh ly nữa đi. Thôi, em không uống nổi nữa đâu. Nhưng mà anh đừng có uống nữa. Nè, hôm nay mà em không uống với anh là em không phải là tri kỷ của anh, nghe chưa? Tại vì hôm nay anh đang muốn say để quên hết đi mọi chuyện, không? Em đã nói là em không có uống. Anh muốn chia sẻ với gì? Được rồi, thì bây giờ anh nói đi, có chuyện gì anh nói đi. Em muốn thì em uống, còn không muốn thì thôi. Chứ đừng có nói nhiều. Anh là ông ta phụ nữ nói nhiều, thấy không? Phụ nữ nói nhiều không tin tưởng được. Vậy nhìn anh vậy thương hại lắm hả? Thương hại gì? Một người đẹp trai giỏi giang như anh, thành công về mọi mặt, từ tiền bạc đến sự nghiệp, ai dám thương hại anh? Em nói gì thành công gì? Một thằng bị vợ bỏ nè, rồi dắt con đi theo luôn, vậy mà thành công hả? Mất vợ nè, rồi mất con. Ở đây mình trời đợi cô đơn vậy, vậy mà thành công hả? Em đã nói là anh có một người vợ và hai đứa con, gia đình đang sống hạnh phúc mà. Thì một vợ hai con là đúng, nhưng bây giờ là vợ của người ta rồi, đúng không? Vợ chồng anh ly dị với nhau rồi, anh trưa nay nè, ba mẹ con á thì bị định cư luôn rồi. Anh nói thật em nghe nha, vợ chồng anh á đã rạn nứt từ lâu rồi, nhưng mà anh giấu thôi, sống cũng chỉ vì con cái. Tụi anh đã âm thầm ký đơn ly dị rồi, nhưng mà bây giờ á quay cũng đã có người mới rồi, mà là Việt kiều á nha. Thủ tục á cũng đã xong hết trơn rồi. À, mới hồi sáng này nè, anh mới tiện mẹ con họ đi nè, không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Biết là hôm nay là cái ngày đau buồn nhất của anh, gia đình anh ly tán nè, anh cũng phá cuộc vui cái vợ chồng em nè. Em hãy uống với anh, uống để quên hết rồi hả vậy? Uống cho quên hết phiền muộn. Hôm nay nghe anh nói em mới hiểu hết. Em không ngờ là anh đi cày kiếm tiền để nuôi vợ con. Ai dè. Không, em tưởng là đúng phần nữa thôi. Anh có nhiều tiền thì biết làm gì không? Để nuôi con, chứ không có nuôi vợ. Anh này. Nhưng mà hồi nãy anh nói với em là... Thì đúng rồi, dù là không còn tình cảm với nhau đi nữa, nhưng mà vẫn còn có trách nhiệm chứ. Thì con anh cũng vẫn là con của anh, đúng không? Anh kiếm bao nhiêu tiền thì cũng mang qua chợ anh, để mà mang qua cho nó.
sóng tố, dù qua bao gió mưa, Ngọc Lan vẫn như thế, vẫn thương ngã thương. Dù qua bao cay đắng, mệt mỏi trên thế gian, Ngọc Lan hỡi, ta đã yêu em. Tìm em trong giấc mơ, em loài hoa trắng tình mơ, mùi hương bay ngất ngây khiến tội nghiệp con tôi. Suốt ngày chỉ có má nói chuyện với con thôi, con không biết giọng ba là gì hết. Đời em như nhánh hoa vẫn ngát thơm ngọc lan. Má hả? Con nè. Ừ, thằng Quân về chưa con? Anh chưa về nữa má ơi. Dạo này anh bận nhiều công chuyện lắm. Ừ, con có nhớ những gì má dặn hết chưa? Con nhớ mà. Con ăn uống đầy đủ nè, ngủ nhiều nè. Như vậy thì em bé mới khỏe phải không má? Mà sao má cứ lo cho con quá à? Má đừng lo, thôi má ngủ đi, con cũng ngủ đi. Ừ, ngủ ngon nghe con. Đời em như nhánh hoa vẫn ngát thơm ngọc lan. Tìm em trong giấc mơ, em loài hoa trắng tinh mơ, mùi hương bay ngất ngây khiến cho lòng anh say. Dạ. Em phải thiết kế cho nhiều tạ người chứ. Nhưng mà em thấy thường trụ tiên bây giờ á, đa số đều thon thả không à anh? Em đâu thể nói như vậy được. Vậy thiết kế của em chỉ dành cho những người dáng đẹp dáng chuẩn thôi sao? Đa phần thì nhiều người có những khiếm khuyết, và họ mặc đẹp là để che giấu những khiếm khuyết đó. Em có thể thiết kế một số mẫu riêng theo kiểu dáng đẹp, nhưng cũng phải có một số mẫu thiết kế phù hợp với thể trạng người Việt Nam chứ. Vậy thì mình phải giới hạn lượng khách hàng. Nếu mà như vậy á thì đâu có đẹp đâu. Thiết kế là để sử dụng mà, khi lên người đẹp là đẹp. Còn thiết kế mà đẹp, họ mặc xấu thì cũng để trong kho thôi, không ai mang ra ngắm đâu. Vậy là em phải chỉnh sửa lại mấy mẫu này hả? Chị Mai. Dương ơi, em qua bên nhà chị liền được không? Dạ, có chuyện gì vậy chị? Chị bị té cầu thang. Trời đất, rồi chị có bị sao không? Chị đau bụng. Chị, vậy chị chờ em chút xíu qua liền nha chị. Em nghe chị dặn nè, em đừng có nói cho cả nhà biết không? Dạ, em biết rồi, em qua liền vậy nha chị. Có chuyện gì vậy em?
ơi, chị Mai em chỉ bị té cầu thang rồi đau lắm. Nhưng mà anh ơi, anh chở em qua đó liền nha. Mà chị dặn không được nói với má, giờ em phải làm sao đây anh? Thôi bây giờ em vô nói với má em là anh chở em đi đâu đó đi, rồi anh chở em tới đó. Dạ dạ, anh chờ em chút xíu. Đi đi. Trời Phật, cho chị Mai em không sao. Em bé cũng không sao nữa. Không sao đâu mà. Còn giờ tới em nè, em chia sẻ chuyện gia đình của em nè. Gia đình của em hả? Ừ. Bình thường mà, đâu có gì đâu chia sẻ. Ê, anh thấy không có bình thường nha. Em không có hạnh phúc. Chồng của em đã tới gặp anh rồi. Với lại anh thấy là không có đủ mạnh mẽ để mà làm bờ dây vững chắc cho em. Anh đừng có tự suy diễn những cái chuyện mà anh không biết nha. Anh biết rồi đó, mỗi người á, người ta có một cái tính cách riêng. Mà hãy nói với anh là em không có hạnh phúc. Em đang rất là hạnh phúc. Em nói thiệt á. Anh thấy cái ánh mắt của em á, nó nói lên cái điều đó đó. Cái gì? Bây giờ anh muốn làm thầy bói mù nữa phải không? Đừng có ra vẻ vậy nha chưa. Còn được rảnh rang tới giờ này chưa bị ai bắt cóc. Em chờ anh mà, chỉ có anh mới làm em rung động được thôi. Làm cái gì nãy giờ vậy hả? Gọi điện cũng không bắt máy. Anh tới bệnh viện liền đi. Bệnh viện phụ sản quốc tế, phòng cấp cứu. Tới liền đi. Ta tới liền. Thank you.
ngờ đó. Nhưng mà em phải nói sao cho chị Mai về em bé đây? Thì em nói là em bé sinh non nên phải nuôi trong lòng kính. Em phải nhớ, em mà khóc như vậy, chị Mai mà thấy, chị Mai sẽ gặp nguy hiểm đó. Bác sĩ nói em bé còn nhỏ tháng quá nên phải nuôi trong lồng kính một thời gian, khi nào khỏe lại thì mới cho ra ngoài, nên em chỉ đứng nhìn từ xa thôi chị ơi. Vậy mà chị cứ lo em bé chịu không nổi. Bây giờ thì chị đỡ lo rồi nè. Chắc là vài bữa nữa em bé khỏe, bác sĩ sẽ cho mình gặp mà, ha. Tại chị bất cẩn mà sinh non, chị có lỗi với con lắm. Không có đâu chị, bây giờ chị phải lo cho chị kìa. Bác sĩ nói chị mang thai mà bị suy nhược cơ thể, rồi bị trầm cảm nữa, nên mới ra nông nổi như vậy. Chứ cô ngã không nặng lắm đâu chị. Nguyên do là vậy à? Anh Quân ảnh... Chị không muốn nghe, em đừng có nhé. Dạ. Trời đất ơi, sao chị không cẩn thận gì hết vậy? Bây giờ thấy sao rồi? Chị Ly, hai mẹ con không sao rồi. Thôi chị đừng nhắc cái chuyện đó nữa. Không nhắc chuyện này nữa. Em về nhà đi, không thôi má la bây giờ. Dạ, em chờ chị vô rồi em về đây. Chị không sao, hai mẹ con cũng bình an rồi. Em lựa lời mà nói cho má biết, chứ chị thấy cái chuyện này có gì đâu mà phải giấu. Em nói má ngày mai vô thăm chị, chị cũng muốn gặp má lắm. Dạ, tại lúc đầu hơi nguy hiểm nên em giấu má, chứ bây giờ mà nói cũng không sao đâu phải không chị? Thôi em về nha, mai em chở má vô với chị nha. Dù qua bao gió mưa, Ngọc Lan vẫn như thế, vẫn thương ngã thương. Dù qua bao cay đắng, mật ngọt trên thế gian. Sao em thấy anh Quân đứng ngoài hành lang, anh không vô hả? Mẹ con chị bị như vậy là cũng do anh. Chị không muốn nhìn mà con người tham tiền tham sắc như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ chị đã nói là chị không muốn gặp, em kêu anh đi về đi. Thôi được rồi, tối nay em ngủ lại với chị. Bây giờ chị cứ lo cho sức khỏe đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mắc công lại có chuyện gì xảy ra đó. Bây giờ chị chỉ lo cho con thôi. Nếu như nó có chuyện gì, chị sống không nổi đâu Ly à. Mệt ghê á, chị cứ suy nghĩ lung tung quá. Khoa học bây giờ cũng tân tiến lắm rồi, đừng có lo nữa. Chị cũng hy vọng là vậy. Thôi chị nằm nghỉ đi, để em đi ra ngoài một chút. Vẫn ngát thơm ngọc lan, đời em như nhánh hoa, vẫn ngát.